Cảm ơn quý thính giả của Việt Video 1560 AM và quý khán giả của VNTV đến với chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp do bác sĩ Nguyễn Hồng Anh đảm trách. Và kính thưa quý vị có thể gọi vào số điện thoại 1-844-858-8000, 1-844-858-8000 để đặt những cái câu hỏi về giải phẫu thẩm mỹ tạo hình mà bác sĩ Hùng Anh là bác sĩ Plastic Reconstructive Surgeon Vietnamese duy nhất tại vùng Galleria sẽ có những cái giải đáp cho quý vị trong chương trình. Để trở lại đó, thưa bác sĩ Hùng Anh, bác sĩ có thể cho Hồng Vân trở lại với chương trình mà chúng ta nói về căn da cổ chuyên môn đó, thì với những cái phương thức bác sĩ đã trình bày như là laser, như là hút mỡ, như là luồng chỉ, chích những cái loại thuốc để giúp cho cái cổ mình thon đẹp thì nó không có kết quả. Vậy thì xin bác sĩ có thể cho quý khán giả cũng như Hồng Vân được biết là với cái phương pháp chuyên môn thì cái kết quả nó như thế nào khác với những cái phương thức kia, thưa bác sĩ? Thì để chúng ta nói rõ ràng, tại nhiều khi người bệnh nhân không được chia sẻ cái phần này, thì nhiều khi là chúng ta nghe những cái lời mà có thể thu hút bệnh nhân là cái này nó không có nhiều downtime, không có nhiều cái hồi phục, và có thể là nó không có tốn tiền nhiều. Sự thật ra chị cộng lại, chị làm những cái con số, chị sẽ thấy nó ra nó không có nhiều hiệu quả và nó có thể nói tốn nhiều hơn. Ok, và nhưng mà trước khi chúng ta nói về cái chuyên môn thì chúng ta nói sao, thì một cái nhìn mà người bệnh nhân có thể tới một văn phòng. Hồng Vân xin phép bác sĩ cho Hồng Vân được tiếp một vị gọi vào, và Hồng Vân xin mời vị khách đang gọi vào trên đường live có thể đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Hùng Anh. Xin mời. Chào bác sĩ, chào chị ạ. Chào chị, xin chị cho tên nhé. Em tên Ngọc đó bác sĩ. Chào chị Ngọc. Cho em học, em hỏi dùm cho mẹ của em á, là mắt của mẹ á, thì mí không có được giống như là nó không có căng lên nữa mà nó sụp xuống á. Thì cái đó là mình có cắt cái lớp đó hay là mình có làm gì khác để cho cái mắt nó trở lại, nó đỡ lên được chút xíu không bác sĩ? Để tôi nói một cách tóm tắt dễ cho chị và xong rồi tôi chia sẻ thiệt ra là cái chuyên môn của cái mắt cho những người lớn tuổi nha. Thì một đó là đơn sơ nhất chị nghĩ là chị có thể cắt da thôi. Ok, thì đây nếu mà cắt da ra mà giống như một cái bức tranh vẽ mà nó không có gì khác mà nó bị ảnh hưởng hết thì chị cắt da không, nó sẽ gọn. Cũng có một số người họ cắt da như vậy. Và cũng có cái phẫu thuật Mỹ hồi xưa họ cắt da rất là nhiều, có nhiều lý do họ làm như vậy, nhưng nói chung á, thì mình trả một cái giá, cái da nhiều mà cắt đó chị đã thấy bao nhiêu người trong cộng đồng Việt Nam rồi, họ cắt xong rồi nhiều khi nói chơi nhưng mà nửa thật, những người chồng, những người bạn họ chọc và họ than là nhìn thấy sợ quá, ban đêm cô này ngủ nhắm mắt không có được đó. Thì nói chung cái đó là một cái hại. Ok, chị phải nhớ cái này là chúng ta nói chơi, nhưng mà có cái thực tế trong đó là sao, là những bác lớn tuổi đó, nhất là những phụ nữ, cái hormone họ qua cái thời, vô cái thời mãn kinh rồi đó, thì nói chung là họ không có chích ra những cái nước nhờn của cái mắt, thì cái mắt mà không nhắm được là một cái chuyện rất là khổ sở. Ok, thành ra tại sao mà cần một người bác sĩ, nói chung là họ không nghĩ cái mắt chỉ là cái da. Thì những người lớn tuổi thiệt ra từ cái trình độ nhẹ tới trình độ nặng thì nhiều khi họ vào văn phòng, cái da là một phần. Cái phần thứ hai đó nhiều khi là cái màng cửa sổ hay là cái bắp thịt hay là cái gân mà kéo cái mắt lên á, nó đã bị lỏng rồi. Giống như chiếc xe mà chị suốt đời chị chạy 10 năm 100 ngàn mau đi thì nó cũng mòn bánh xe. Thì cái cửa sổ, cái bắp thịt mà kéo cái mắt lên nó cũng bị mòn. Thì nhiều người lớn tuổi họ bị cái phần đó. Cái phần đó nó che đi, nhiều khi cái người mà không có biết, không có chuyên môn thì họ nghĩ đây là chỉ cái da và chỉ cắt da thôi. Rồi cái phần khác nữa là một cái phần nói chung là có một số người cái mắt họ vừa dư da và cái cửa sổ nó nhỏ lại không vì cái gân yếu, mà nhiều khi cái bắp thịt xung quanh cái mắt đó nó bị kích thích quá nhiều, nó hyperactive và nó bị giống như cái trường hợp gọi là cái blood flow spasm.
thì cái đó là một cái giải quyết hay một cái chữa trị phần thứ ba nữa. Thì nói chung là đơn sơ cho chị thì cái hiểu bình dân là yes là cái khác da, nhưng mà nó còn phức tạp hơn nữa. Thành ra hy vọng là chị tìm được người bác sĩ nói chung là chuyên môn. Tại sao? Tại thiệt ra lâu lâu, hình như một năm cũng khoảng chừng 5-7 lần, tôi có người họ hoảng hốt lên, họ gọi vào văn phòng nói họ cũng hơi ngại và hơi e thẹn. Họ nói bác sĩ giúp tôi được không? Thì tôi mới cắt mắt lão hóa qua văn phòng bác sĩ gia đình. Tôi nói ủa, bác sĩ gia đình bây giờ cũng cắt mắt nữa? Thì nói chung cái đó là một cái chuyện nếu mà mình không ngoan thì mình nên tránh. Tại cái đó là không phải cái chuyên môn, mình nghĩ đơn sơ là cái da. Mà thêm cái nữa đó là giống như tôi nói, cái mắt không phải là chỉ bức tranh hai chiều thôi, là nó có cái phần liên hệ của cái trán nữa. Thành ra mình phải nghĩ vào cái trán, mình phải chỉnh sao để cái trán nó không sệ xuống. Như vậy thì cái kết quả nói chung là nó được lâu dài và mỹ mãn hơn. Cảm ơn bác. Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào. Và thưa bác sĩ, để Hồng Vân cũng xin được phép được hỏi về phần mắt như chị đó là thưa bác sĩ, khi mà chúng ta có những cái da dư hay là mỡ hay là nó bị đổ xuống, Hồng Vân thấy ở một số lứa tuổi đó thì các cô, các bác bị che cái vision, có nghĩa là cái da nó che nhiều quá đó, thì cái đó ngoài cái việc cắt mắt là một phương cách, cũng còn cách khác không thưa bác sĩ? Có thể là nâng chân mày hay là nâng thái dương hay là để mà giúp cái đó không? Thì nói chung nó có nguyên cái lĩnh vực chung quanh cái vùng mắt. Thì nhiều khi đơn sơ chúng ta nghĩ là chỉ cái mắt thôi, hay là chỉ mí mắt trên, hay là chỉ mí mắt dưới, nhưng nó có phần, nói chung là nó liên kết với nhau. Thì làm đúng cái phần, thí dụ cho chị đi cái mắt dưới, nếu mà chúng tôi thành công làm mất đi cái hủng ở mắt dưới thì cái vị trí lông mày tự nhiên nó thấy cao hơn, dù là chúng tôi không có đụng tới, thì nó có thay đổi những cái mối liên hệ. Và nhiều khi giống như tôi nói đó, thì cái mắt trên tùy cái cách mình cắt ra sao, nó sẽ hư hỏng hay nó sẽ thay đổi đi cái vị trí của lông mày, và chúng ta không nghĩ tới lông mày thì chúng ta sẽ có kết quả. Nói chung là bệnh nhân những trường hợp như vậy, 2 tháng, 3 tháng sau họ tới văn phòng bác sĩ nói tôi tưởng ông cắt mắt cho tôi rất là đẹp, nhưng tại sao bây giờ nó y hệt như là chưa bao giờ cắt. Thì cái đó là người bác sĩ họ không có nghĩ tới hay không có điều chỉnh được về cái phần lông mày. Và nhiều khi chính vì vậy, đây là một đề tài khác, nó đi sâu hơn, có lẽ chúng ta không thì giờ bữa nay, nhưng mà đây là một lý do mà tại sao mà cái khuynh hướng cắt mắt kiểu Mỹ đó, thì nói chung họ không có may mắt, họ không có biết may mắt và họ không có thoải mái may cái mí mắt. Mà chính vì vậy đó thì họ đã phát triển trong mấy chục năm nay cái cắt mắt nói chung mắt trên rất là sâu. Và không những như vậy, yes, nó có thay đổi, mà thay đổi đó chưa chắc gì là chúng ta muốn. Nếu mà có cái nét nhìn thẩm mỹ nó già hơn thì thiệt ra văn phòng tôi có nguyên cái thị trường mà chúng tôi phải làm sửa lại, hạ lại những cái mí quá cao, quá sâu như vậy. Tại sao? Tại bây giờ đó thì người ta thấy, người ta nhìn, người ta biết cái này không phải là cái mắt đẹp. Thì quý vị nào đó mà trong cái tranh chấp chánh trị giữa Dân Chủ và Cộng Hòa, Đảng Cộng Hòa nước Mỹ đó, mà thấy cái House Speaker, tức là cô Nancy Pelosi, là một cái người công cộng đúng không? Thì quý vị cứ nhìn lên trong trang mạng mà thấy cái mắt cổ, đây là cái mắt cắt kiểu Mỹ, nó rất sâu, mà có thể nói là cái mắt những cái nhà dưỡng lão, nói chung nursing home, không ai muốn cái mắt như vậy, nó có nét bệnh hoạn. Thì nói chung là người Việt Nam, người Á Châu mình, nếu mà bây giờ mà đòi hỏi hơn và có kiến thức hơn chúng ta, và người Mỹ cũng như vậy, họ có một cái nhìn khác về cái cắt mắt và nó thay đổi, ảnh hưởng tới cái kỹ thuật cắt mắt vậy. Dạ, và những người trẻ thì cũng có cái xu hướng là muốn tạo cái mí mắt nhỏ thay vì mí mắt quá cao, quá sâu. Vậy thì khi mà đến với một bác sĩ chuyên môn như bác sĩ Hùng Anh đó, thì cái sự lựa chọn tạo cái mí do cái tuổi của từng người trẻ hay là lớn tuổi cũng cần một cái sự chuyên môn của cái mắt của bác sĩ thẩm mỹ phải không thưa bác sĩ? Thì trong những cái đài khác và chương trình khác tôi chia sẻ và tôi cũng chia sẻ ở đây, thì chúng ta bữa nay nói về cái cổ đúng không? Cái đó có thể nói là cái quan trọng và bí quyết thứ hai trên cái khuôn mặt để làm cho cái mặt nó khỏe mạnh và trẻ. Cái gọn đó nói chung là chị giống như chị đi làm cuối ngày, chị về nhà đi, ok, là chị thấy một cái giường bày hầy, hay chị tới một khách sạn, chị mướn đi, chị tới Hawaii, chị đi chơi suốt ngày, về thấy cái giường mà người ta dọn lại nó gọn, nó sạch sẽ, chị thấy thoải mái, chị thấy thích hơn. Thì cái mặt cũng như vậy, cái đó là cái bí quyết thứ hai. Tại sao mà chúng ta nói đề tài đó bữa nay? Nhưng mà cái bí quyết đầu tiên đó thì thiệt ra bây giờ cái nhóm trẻ họ thấy tại làm được và họ hiểu là cái gì, cái mắt đẹp
là cái bí quyết đầu tiên, cái mắt và cái miệng, cái môi nó thu hút cái, nó là cái linh động và cái tâm hồn của cái mặt. Thì lúc mà người ta nhìn vào đó, đây là cái nét quan trọng chúng ta phải chú ý tới. Hồi xưa là cái gì? Và thiệt ra tôi nói hồi xưa, thiệt ra bây giờ, hồi xưa cũng vẫn là bây giờ. Thì có thể nói là ở nước Mỹ, quý vị tới bao nhiêu văn phòng bác sĩ, có thể nói là bác sĩ Việt Nam đi, bác sĩ Á Châu ở Mỹ đi, thì đối với họ cái mắt to là cái gì? Họ cắt cái mí cho to. Cái đó là văn phòng làm, và cái đó là cũng một cái đòi hỏi của cái thế hệ già. Họ đã trải qua cái trường hợp như vậy rồi. À, cái thời 70, 80 nói chung, nhưng mà chúng ta biết cái này không phải là cái đẹp. Thì thế giới trẻ họ lên mạng, họ học hỏi hơn, họ thấy những cái mắt đẹp. Mắt đẹp là cái tròng đen nó to, cái cửa sổ nó to, chứ không phải là cái mí nó to. Nhiều khi cái mí to đó, mắt không có nhắm được. Mí to nó nhìn trợn trợn, nó già. Và nhiều khi cái mí to đó là cái mắt nó lờ đờ, tức là cái tròng đen nó nhỏ hơn. Thành ra bệnh nhân nào mà tới văn phòng của tôi đó mà làm cái simulation trên cái máy computer, thì lúc mà họ thấy cái tròng đen, cái mắt họ tươi to, thì họ biết tôi rất thích cái đó. Nói chung họ không biết về khoa học, về cái lý thuyết, về cái gì hết, nhưng mà họ nhìn là họ biết cái nào mà nó tươi, nó đẹp. Thì giống như chúng ta nhìn những con puppy, những con chó con, chúng ta nhìn những đứa bé nhỏ mà mắt to chúng ta rất là thích, thì chúng ta có một cái cảm giác thì rất là tốt. Thì về cái thu hút cái linh động của cái mặt thì nó cũng như vậy. Thì giống như chị nói, thì thiệt ra cái mí to hay không không phải là cái vấn đề. Cái mắt chúng ta phải làm sao mà cho cái mắt thật sự nó to. Nhưng mà cái kỹ thuật đó chúng ta sẽ vào một cái chương trình khác. Nói chung là một kỹ thuật rất là chuyên môn. Thì nói chung người Mỹ, nhiều bác sĩ thẩm mỹ họ cũng không thoải mái cái đó, tại không có, họ không có biết mai cái mí mắt. Nhưng mà cái này là một cái trình độ có thể nói rất là cao, mà lạng quạng chúng ta làm thì không có biết con đường chỉnh, thì nó sẽ tạo ra một cái tai họa cho cái mắt. Và có lẽ nếu các chị đã được một người giải phẫu thẩm mỹ mà tạo cái mí mắt cao rồi đó, thưa bác sĩ Hồng Anh, thì bác sĩ Hồng Anh với cái chuyên khoa của bác sĩ có thể giúp họ để mà chữa lại không, thưa bác sĩ? Được, nếu mà thí dụ mà nó không có bị nát bấy đi, thì dĩ nhiên chúng tôi cũng có thể tùy cái hoàn cảnh, ít nhất cũng có làm cho trường hợp nó đỡ hơn. Cái quan trọng nhất của cái mắt là gì? Chúng ta cần phải nhắm để nó không có bốc hơi. Chúng ta sống mà phải nhỏ nước mắt nhiều, mà phải ban đêm để lên những cái gel, những cái ointment nó rất là phiền phức. Thành ra nếu mà chúng ta làm được thì chúng ta làm cho cái mắt nó nhắm được. Thì những trường hợp rất là tệ thì cái mục đích đầu tiên là như vậy. Nhưng mà xong rồi đó thì chúng ta làm cho cái mắt mở lên, nhắm mắt tự nhiên. Và thêm nữa chúng ta làm cái nét cho nó tự nhiên, nó không có cái nét thẹo, và nói chung là nó có cái nét đầy đặn và có cái mí đàng hoàng của nó. Quý vị có thể liên lạc với văn phòng ở số điện thoại 832-874-6000 để quý vị có thêm những cái thông tin để có thể đến tham khảo với bác sĩ Hùng Anh để có những cái cố vấn. Nếu quý vị là những người đã có những cái mắt sâu rồi, hoặc là những chị em chưa có làm thẩm mỹ trên mắt hay là trên mặt, thì cũng có thể có những cái cố vấn, không thưa bác sĩ? Để trở lại đó, thưa bác sĩ Hồng Anh, thì xin bác sĩ cũng giúp Hồng Vân, để cho Hồng Vân cái kết quả mà chúng ta đang nói về giữa những cái phương cách giúp cho cổ được đẹp, nhưng mà đi tắt đó nó không có giúp cho chị em có kết quả. Ok, yeah. Thì trước nhất đi tắt đó, thì yeah. Nói chung là quý vị sẽ tới một văn phòng, thì có thể nói là một là không có giải phẫu đi, thì có nhiều văn phòng như vậy, hay nhiều khi cái giải phẫu không có chuyên môn, thì quý vị có cái tình trạng cái văn phòng mà tôi gọi là chích chích bang bang đó. Ok, là sao? Là tới văn phòng đó quý vị sẽ có rất nhiều dịch vụ. Chúng ta chích Botox, chúng ta chích filler, ok, chúng ta dùng CoolScope. Tôi nói CoolScope nói chơi như vậy, tức là nó tượng trưng cho những cái máy laser bây giờ mà họ quảng cáo xăng cái này xăng cái kia. Và có thể nói thêm cái chích bây giờ mà có nhiều cái quảng cáo nó không có hiểu lắm là về cái chích cái loại máu, cái loại PRP mà được quảng cáo là có tế bào gốc này kia. Thì quý vị biết như vậy rồi, mà tiến tới những cái đó thì phải biết và hiểu biết rõ ràng là nó, một, nó tạm thời, hai là nó sơ sơ, chứ không có thể nào mà như những cái hình mà quý vị thấy ở trên màn ảnh bây giờ. Cái giải phẫu chuyên môn đó là chúng tôi vào, thì dù là chỉ cái phần cổ thôi hay là chúng tôi làm tới cái phần mặt, thì nói chung chúng tôi vào 5-10%. Thì có một số người họ có rất nhiều mỡ ở dưới da, nhưng mà như tôi nói, chỉ nói chuyện đó là chỉ 5-10%, nó không có nhiều.
những người chuyên môn mà giải phẫu cổ đó thì chúng tôi đi vào sâu hơn, tức là dưới lớp mỡ đó là có cái lớp muscle, nó bị lỏng, nó bị co rút, nó bị giãn, nó bị đủ thứ hết trơn. Chúng tôi vào dưới cái muscle đó, chúng tôi sculpt, tức là sao, chúng tôi điêu khắc, chúng tôi lấy ra cái mỡ ở dưới cái muscle, tức là chúng tôi mổ cái lớp sâu chứ không phải cái lớp cạn. Thì trong cái sâu này cái mỡ đó thì nó cứng hơn. Thì lúc mà chúng tôi làm như vậy đó là kết quả là chúng ta đã thấy cái cổ nó rõ ràng hơn rồi. Nhiều người mà họ chưa bao giờ có cái cổ sanh đẻ ra, làm như vậy thôi họ có một cái cổ. Rồi thêm nữa đó thì chúng tôi coi cái vị trí của cái giống như trái táo à dông, cái Adam's apple, ok. Thì ở trên đó có một cái gân và một cái xương. Thì nhiều khi hên xui may rủi sanh đẻ ra, cái xương đó nó không có rút vô trong sâu quá thì chúng ta không thấy cái cổ. Thì chúng tôi có những cái bước đi, những cái phẫu thuật để chúng tôi chỉnh những cái gân đó để cho cái cổ, cái xương đó nó đúng cái vị trí của một cái cổ hấp dẫn, cái cổ đẹp, cái cổ khỏe mạnh hơn. Thì như vậy sẽ có cổ. Rồi thêm nữa, sau khi đó chúng tôi coi những cái bắp thịt nhỏ nhỏ xung quanh đó và coi cần chúng tôi dùng cái đó để siết chặt lại không. Và thêm nữa rồi chúng tôi, giống như tôi nói với chị đó, thì có một cái tuyến, một cái organ đó gọi là cái submandibular gland. Thì có một số người thì nếu mà nó nổi ra một cục thì họ không có đòi hỏi nhiều thì chúng tôi không có đụng tới. Nhưng những người mà họ muốn cái cổ họ vừa gọn vừa sắc rạch thì dĩ nhiên đây là cái giải phẫu chuyên môn, thì chúng tôi tiến tới làm cái đó. Một trong những cái lĩnh vực mà tôi chuyên môn là về cái giải phẫu gọi là microsurgery. Thì những người bệnh nhân mà họ bị cái gọi là cái lymphedema, hình như là phù bạch huyết nếu mà tôi dịch ra đúng á, thì họ sưng ù cái tai sau cái mastectomy và cái radiation, tức là bị ung thư vú, rồi họ phải có xạ trị, rồi cái tai nó sưng lên, hay nhiều khi họ bị sưng cái chân vì ung thư hay là nhiều lý do nào khác, thì họ mất đi cái hệ thống mà hệ thống thứ ba mà nó ra vô gọi là cái lymph, ok. Thì những trường hợp như vậy thì chúng tôi trong cơ thể chúng tôi lấy ra những cái hạch ở chỗ nào có. Một trong những cái chỗ mà có hạch đó là ngay ở chỗ cổ. Thì lúc cái vô mà giải phẫu cái cấu trúc và cái phẫu thuật đó, thì nói chung cái cấu trúc đó nó rất là phức tạp. Nó có đường thần kinh, nó có bắp thịt, nó có cái tuyến, nó có những mạch máu. Thì nói chung đây là tại sao là cái giải phẫu mà thiệt ra bây giờ mà tôi tặng cái video cho một người bác sĩ mà không có chuyên môn, hoặc có thể coi nhưng thiệt ra không có làm được, đây là sao mà được gọi là chuyên môn. Chứ còn giống như mà cô hồi nãy mà cô gọi về cái mắt, thì nếu mà chúng ta nghĩ đơn sơ và có cái kết quả đơn sơ về cái cắt mắt là chỉ cái da thôi, thì thiệt ra một người họ sẽ dở cái sách ra rồi họ coi rồi họ đọc rồi họ cố thử làm thì cũng có khi tạm được. Nhưng đây là những cái phẫu thuật và những trường hợp tôi chia sẻ, đây là tại sao mà gọi là chuyên môn và đây là cái thẩm mỹ và tạo hình cao cấp, thưa chị. Cảm ơn bác sĩ. Vậy thì Hồng Vân xin được hỏi bác sĩ là chắc chị em sẽ rất là thích lắm khi mà được có một cái cổ thon gọn đẹp để có thể nhìn thanh hơn. Thì chắc rằng các cô, các chị cũng quan tâm là cái vết cắt nó sẽ được ở đâu, thưa bác sĩ, phía trước, tai, ở phía sau tai. Thường đó nếu mà chúng ta chỉ thanh toán cái cổ thôi, ok, là mà không có nhão quá cái phần mặt, hay là những người trường hợp trẻ mà sanh ra mà thiệt ra không có cái cổ đó, thì chúng tôi dùng là cái thẹo ở dưới càm, nói chung là rất là khó thấy. Mà cái kết quả mà xong rồi đó thì có thể nó nói nó rất là rõ ràng, giống như những cái hình mà quý vị thấy. Mà thêm nữa đó thì một cái người không có chuyên môn, một người bệnh nhân đi, họ nhìn vào họ có thể tưởng là oh wow, cái kết quả này rất là hay, người bác sĩ họ căng mặt. Thật sự là chúng ta thay đổi cái cổ thôi mà nó thay đổi nguyên cái hình dáng của cái mặt. Tại sao đây là cái nền tảng thứ hai mà chúng tôi nhắm vào để chúng tôi chỉnh cái mặt cho nó trẻ hơn hay nó đẹp hơn. Có thể chị, tôi không biết chị có nghe không, cộng đồng Houston nó cũng hơi hấp dẫn. Dĩ nhiên là tôi không có phải là sống nhỏ lớn lên ở Houston. Tôi tới đây vì gia đình và vì được trường đại học mướn đi dạy học. Thì ở Houston á, thì trong cộng đồng Việt Nam có một cái quảng cáo là căng mặt mà không có cái thẹo ở trước mặt, ok. Thì quý vị nào mà đã trải qua rồi thì hiểu tôi nói cái gì liền, tức là có cái thẹo ngay sau cái lỗ tai thôi. Thiệt ra thưa quý vị, đây là không phải cái căng mặt gì hết, đây là một, nếu mà nói trong trình độ từ không chuyên môn cho tới chuyên môn, đây có thể nói là trình độ mẫu giáo. Người ta khoét một cái đường rọc ở phía sau lỗ tai, người ta nhích cái cơ thịt lên sơ sơ, nó không có lâu dài, nó không có lâu dài.
thiệt ra nó không phải là cái người chuyên môn cổ không có dám nói đây là cái phẫu thuật giải phẫu cổ nữa, nhưng mà đây là được phổ biến trong cộng đồng Việt Nam, đây là một cái nghệ thuật rất là cao tay để căng mặt. Thiệt ra nó không có liên hệ gì tới cái mặt, và nhiều người bệnh nhân họ complain, họ nói tôi làm xong mà trường hợp như vậy nhiều khi là làm có 1 tiếng đồng hồ thôi, nghe rất là hấp dẫn, rất là hay, nhưng mà họ trả cũng rất là nhiều tiền. Thiệt ra xong rồi họ nói là 6 tháng sau, năm sau không có thấy kết quả gì hết, cái cổ nó cũng đổ ra. Tại sao? Tại đây không phải là cái kết quả chuyên môn để giải quyết cho những cái trường hợp như vậy. Thành ra quý vị nào mà nghe mà nhiều khi nó too good to be true, tức là cái giải phẫu mà không có cái thẹo trước lỗ tai để căng mặt mà được cái căng mặt, thiệt ra cái đó là trong cái trình độ mà giải phẫu cổ nó là cái trình độ mẫu giáo, so với cái trình độ mà tôi chia sẻ quý vị có thể nói là đã tới cái lớp là có thể nói đại học tiến sĩ rồi. Dạ. Dạ. Và cũng có những cái quảng cáo là căng trong vòng một vài tiếng nhưng mà cuối tuần đi đám cưới được không thưa bác sĩ? Dạ. Dạ, không có nhiều cái trường hợp thì nói chung bây giờ chúng ta vào cái thời mà chúng ta cái gì cũng muốn mì ăn liền. Dạ. Thì thiệt ra tôi không biết quý vị muốn bác sĩ mì ăn liền không, tức là nhiều khi đi đăng ký một lớp xong rồi khoác cái áo trắng lên mà gọi là bác sĩ, mà nhiều khi tiến tới cái giải phẫu chuyên môn. Thì cái người mà nhiều khi trong cái thời khủng bố như vậy đi, mà quý vị biết một cái chỗ nào mà nó có một cái trái bơm đi, quý vị không biết mì ăn liền, cái người mà tới mà giải mấy cái bơm, thiệt ra quý vị muốn cái người chuyên môn bơm squat đúng không? Thì như vậy họ biết cái đường chì nào và cái loại bơm này nó ra sao. Thì nói chung á, thì những cái, nói thật với quý vị, những cái gì mà nó hứa hẹn được kết quả rất là nhiều, không cái bỏ công bỏ sức, không có cái hồi phục ra, thực tế là gì, quý vị nào mà đã trải qua rồi thì biết là nó không có tới bao nhiêu. Nếu thật sự chúng ta được cắt nghĩa như vậy và hiểu như vậy thì chuyện đó không có vấn đề. Nhưng ngược lại đó thì dĩ nhiên sẽ có người bệnh nhân họ sợ hay họ không muốn cái gì nhiều nhiều. Nhưng thực sự ra họ bỏ tiền ra, họ muốn là có nhiều kết quả. Thành ra những cái trường hợp này nói chung là weekend facelift, nào là lifestyle lift, nào là quick lift, nào là bắn laser thay thế căng mặt, nào là thoa kem mà không cần phải cắt mắt này kia. Thì quý vị nghe như vậy thiệt ra là not too good to be true. Dạ, có lẽ Hồng Vân xin bác sĩ có thể cho Hồng Vân biết cái thời gian hồi phục của những ca mổ. Thiệt ra cái làm chuyên môn này, trừ khi nào mà quý vị bị loãng máu rất là nhiều, thiệt ra trong vòng 1 tuần hay là nhiều khi dưới 1 tuần, người trẻ có thể ngắn hơn. Trừ khi nào mà quý vị mà có thể là hơi ghiền TV Việt Nam đi, và quý vị ghiền và có dư tiền mà mua cái mà tôi gọi là tứ ma đại quỷ đó, chị không biết chị biết là sao không? Thì nói chung tứ ma đại quỷ quý vị không biết đó, chúng tôi sẽ nói trong những chương trình khác, là nói chung là những cái dược thảo. Nhiều cái dược thảo quý vị nghĩ là không có tác hại gì hết, không có hậu quả gì hết, nhưng nó làm cái giải phẫu rất là khó, nó loãng máu rất là nhiều. Chưa nói chi những cái chuyện khác, nhưng mà chúng tôi sẽ có tiếp tục trong những chương trình tới sẽ cũng nói thêm, tại những cái này nó ảnh hưởng tới những cái gì mà chúng ta cần phải làm cho cái giải phẫu. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Và Hồng Vân sẽ hân hạnh được mời bác sĩ Nguyễn Hồng Anh sẽ trở lại với quý thính giả của Radio 1560 cũng như là quý khán giả của VNTV trong những chương trình sắp tới. Hồng Vân cũng kính mời quý vị theo dõi chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp do bác sĩ Nguyễn Hồng Anh đảm trách vào mỗi 7 giờ tối thứ năm hàng tuần. Và quý vị cũng có thể cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái chương trình truyền hình và những cái chương trình radio của bác sĩ Hồng Anh ở trên đài Sài Gòn Radio Houston 900 AM thứ bảy, tuần thứ hai của tháng, và quý vị cũng có thể tiếp tục đón xem trên VNTV và trên Radio 1560, và quý vị thính giả của Radio Sài Gòn thì cũng có thể đón xem trên hai cái chương trình khác nhau để chúng ta có thêm những cái thông tin. Và mời quý bác sĩ có thể gửi lời đúc kết của chương trình hôm nay cũng như là hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới thưa bác sĩ. Xin cảm ơn quý khán giả đã đón xem cái chương trình này. Thì chúng tôi với chương trình giáo dục cho cộng đồng đã bắt đầu tiến vào một cái giai đoạn mới. Thì chúng tôi bây giờ thiệt ra là nói về những cái gì cao cấp và chuyên môn.
thì tại sao mà chúng tôi nói đây là khẩu hiệu của văn phòng và có thể nói là cái nguyên tắc nhìn đời và cái làm việc của tôi thì nó rất là chuyên môn. Tại sao mà nói được và làm rất là chuyên môn, thì đây là những cái gì mà nhiều khi quý vị có thể nghe cái gì mà nó thay thế vào hay nó nhái vào, nó giống vào, nhưng thực sự nói là một chuyện và làm được không là một chuyện khác. Tại những cái trường hợp này giống như cái mẫu hàm, chỉ coi cái video mẫu hàm nhưng mà không có huấn luyện cái mẫu hàm, nó thiệt ra không thể nào mà mẫu hàm được. Dạ, xin cảm ơn quý khán giả và gặp quý khán giả lại trong trường hợp khác. Cảm ơn quý khán thính giả đã đón xem chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp do bác sĩ Nguyễn Hồng Anh đảm trách, và ước mong gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin trân trọng kính chào.